Ôi đông quá. Bây giờ đúng giờ tan tầm ngày cuối tuần các bác các bé được phát phiếu bé ngoan đây. Suốt từ sáng giờ bây giờ quay em này là em cuối cùng, tập cuối cùng vẫn còn hai em ở đằng kia nữa. Ôi trời ơi. Thôi review lốt em này. Rồi là mai review sớm cho anh em hai em 203 và em 213 nhá. Trước mắt chúng ta là chiếc xe đời 2011. Đời 2011 đây. Đấy. Kia K3000 thùng dài 3m4 với giá thành thì nó chỉ hơn 200 triệu một tí thôi, hơn 200 triệu một tí, 218 triệu thì chắc chắn giá đấy. Anh em cứ alo trực tiếp cho mình, câu đầu tiên bảo ôi giá cao thế đắt tê, câu thứ hai bảo anh xem YouTube rồi chú có giá tốt nhất cho anh được không. Anh rất là thiện chí, chắc chắn sẽ có giá tốt ưu đãi cho anh em. Nếu mà để chê thì có thể chê các pha đèn này thì qua thời gian cả chục năm rồi thì nó đã tối rồi. Thì cái phần đèn này anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Một là mình có thể thay cho anh em, hai là bớt tiền cho anh em, thiện ra lọc cho anh em để anh em về trang trí theo ý thích. Hai cái nhang này hoàn toàn có thể thay, còn cái pha kia hoàn toàn có thể đánh được cho sạch sẽ đi, nó chỉ là cái nhựa bên ngoài thôi đó, còn pha thì nó vẫn rất là sáng. Là một chiếc xe nguyên bản không đâm va anh em nhá, nguyên bản không đâm va. Chỉ tiếc là đây kính con này là kính nó kính con này kính thay rồi, nhưng mà đây tất cả cột đây không quay lại bảo anh em là bốc phét đây. Đó, cột kèo nguyên đó, bậc lên xuống đẹp, rất thích những chiếc xe bậc lên xuống đẹp, nguyên form cửa luôn. Đó, xe thì cũng đã được tỉa tốt tổng thành xe cho nên là chúng ta sẽ ít thấy những cái vết sức răm nữa, tỉa tốt toàn xe rồi, tất cả chỉ cửa còn nguyên nhá. Đấy, tất cả tổng thay chỉ cửa còn nguyên. Được chưa? Đây, nội thất thì được bọc da cơ bản thôi, nó không được đẹp lắm. Thì anh em nếu mà muốn đẹp hơn thì có thể đầu tư khoảng đâu 800 nghìn một bộ 3 ghế. Đấy, trần 3D rồi là các ốp này thì anh em có thể lắc thêm. Ok chị ạ. Đó, tổng thành các nội thất vẫn là rất là đơn giản, chỉ có một cái đầu MB3, chỉ có một cái đầu MB3 thôi. Đấy thì vẫn xứng danh là thùng tôn di động rồi, tất cả các form sau vẫn còn nguyên nhá. Đây đó, bạt mới rồi, và phần thùng thì mình khá là yêu. Nói tóm lại là chiếc xe này máy chất, gầm tốt, cabin tương đối, còn phần thùng rất yêu luôn, chê mỗi cái đèn là xấu. Đó, nội thất cũng nội thất thì ghế, nói tóm lại ghế bọc da xấu về cần đầu tư, nhưng mà cái thùng này anh em nhìn đinh bấm chạy dài dọc thành thùng luôn. Những phần này thì nó có sơn tỉa một tí này, những cái phần diêm dúa này nó có sơn này, đây này, tại vì nó gập ra gập vào ấy cho nên nó mọt. Và nó tổng thành tất cả đây anh em có thể nhìn thấy đinh bấm chạy dài dọc thành thùng, và tất cả thùng này nó không hề có mụn luôn, nó không hề có tí mụn nào luôn. Tem này vẫn là tem ngày xưa, khi mà nó sơn thì nó be vào đấy, còn nguyên sàn sóng nhá. Đó rồi, tất cả bừng đít này thì cũng đã sơn rồi. Nói tóm lại xe này thì cũng đã sơn tỉa rộng toàn xe, mỗi số một tí thì tất cả tổng thành bây giờ anh em về sẵn dùng thôi. Đó, sẵn dùng thôi, cánh cửa đây rồi, và đây là sàn song này, hơi ồn một xíu anh em thông cảm một tí. Sàn song cũng đã được lót rồi, lót thì cũng chỉ là lót sàn tôn thôi, nhưng mà tất cả các vách này đã được be. Thì ra là tất cả vách này được be cho nên là tất cả những cái ba vách này nó giữ được, nó rất là phẳng, nó không bị mụn gì cả, nó không hề có mụn nhá. Đây nhìn đẹp chưa, đó đây là lý do mà thùng con này rất đẹp. Chủ trước thì nếu mà theo thiết kế này thì chỉ chở rau củ quả bình thường thôi, không phải trâu bò gì. Đó. Ok. Một chiếc xe này máy cơ thì có thể cõng tải, nếu khả năng quá tải của nó tầm 3 tấn 4 tấn. Còn đâu tải đúng của nó thì khi mà đóng thùng lên thì nó chỉ còn 1 tấn. Như con này nó chỉ được nó còn 1 tấn mấy đây?
Không, ở kia nó ghi 1,4 tấn nhưng không phải đâu. Con này nó chỉ cầm 1 tấn, 1,1 tấn, một con nào nhiều thì được 1,2 tấn thôi. Đấy. Lốp thì lốp trước con này còn tương đối, còn 50%, 60%. Lốp sau thì mòn rồi thì anh em cần để đầu tư. Đấy, nó chỉ cũng được cả dàn thì nó cũng chỉ được 50% thôi, cần đầu tư rồi. Đấy, anh em tính toán hợp lý. Ok chưa? Về phần máy thì sao? Lật giúp em cái cabin thôi. Về phần máy, khả năng là quay lốt con này rồi về mai quay tiếp thôi. Đấy, đây máy thì khi mà lật cabin lên thì chúng ta xem được phần động cơ này. Xe máy con này côn số ngọt ngào, máy bốc. Máy thì đã làm lại rồi, nhưng mà anh yên tâm một cái điều rằng là anh em yên tâm một cái điều rằng là đây tất cả tầm rất là khô ráo sạch sẽ chưa. Đấy, cũng chưa dọn rửa gì cả đó, nhưng mà mình đã test trên các đoạn đường dường như là nó không ổ gà thì cũng ổ trâu, tuyệt vời. Hệ thống lái và tất cả những cái phần cao su đây, các bạn có thể thấy tất cả cao su phần ba dọc này còn nguyên đó, và chúng ta sẵn dùng đấy. Thực tế con này mặt máy vẫn còn nguyên đấy anh em ạ, còn đâu là nó chỉ ra đáy các te thôi và lắp dàn cò thôi. Đấy, mặt máy vẫn là rong zin của nó. Ở đây điều hòa ngoài mát, cua lốp này, tìm giúp mình chỗ nào mọt với. Ok chưa? Đấy. Ok. Lốp thì chỉ đúng là con này nếu mà để mà chê so với đời thì chê một là làn lốp hơi mòn một tí, với cái đèn này hơi mờ một tí thôi. Đấy, thì cái đấy thì anh em có thể linh động và thương lượng cho anh em thiện chí. Được chưa? Số má ngọt ngào. Thì con này đời 2011. Nó là như vậy. Anh em cần thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại hiện trên màn hình. Mình tư vấn là hoàn toàn là miễn phí nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ theo dõi Đặt Xe Tải. Chúc tất cả quý vị và các bạn vạn dặm bình an, tự tin, tự mình, tự chọn mua được những chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.